Chào mừng mọi người đã đến với kênh Familia Hotaka. Nếu như mà bạn nào mới xem cái video này của Khanh lần đầu tiên á, thì Khanh cảm ơn rất là nhiều. Và subscribe liền bên dưới để trở thành bạn đồng hành của Familia Hotaka nha. Trước lễ một ngày á, thì tụi Khanh đến một cái vùng quê ở Madrid tên là Chinchon. Thì cái vùng này á, khá là nổi tiếng về tỏi và rượu. Thì hôm nay tụi Khanh sẽ tham quan nha. Thì tụi Khanh có ghé một cái nhà hàng khá là nổi tiếng ở trên Google. Thì cũng có những cái món đặc sản của Tây Ban Nha giống như là croquetas nè, xúc xích Tây Ban Nha, morcillas có nghĩa là giống như dồi của Việt Nam mình vậy đó, và đùi heo sữa quay và thịt phi lê ăn kèm với lại khoai tây. Thì ăn xong rồi đó, họ sẽ cho mình tráng miệng bằng rượu mà họ tự pha. Và cái nhà hàng này á, có tặng cho tụi Khanh hai củ tỏi, vì đây á, là đặc trưng của cái Chinchón này. Không ngừng ở đó, họ còn tặng cho mình thêm ba cái bánh đặc sản của họ nữa. Thì cái nhà hàng này á, ngày xưa khá nổi tiếng là cái hầm rượu. Nhưng mà á, cái hầm rượu hiện tại á, là không còn rượu nữa. Họ chỉ để cho khách tham quan tới để tham quan thôi. Thì rượu ở đây á, toàn nằm trong ở những cái lu. Và có tới 3 hầm rượu lận, rất là lớn luôn. Và bây giờ á, hầm rượu nó trống không mà chỉ còn những cái bình, những cái lu. Nhưng mà tất cả những cái lu này á, toàn là bằng đá thôi. Nhìn trông rất là đẹp luôn. Đây á, là phía ngoài của cái nhà hàng này. Thì cái nhà hàng này á, chỉ nên đến để tham quan thôi. Còn đồ ăn á, nó không có phong phú mấy và cũng không được ngon lắm. Do là đồ ăn không có phong phú cho nên á, tụi Khanh không có ăn tráng miệng ở đó. Tụi Khanh quyết định đi ra ngoài kiếm một cái tiệm bánh mà nhà tự làm để mà mua tráng miệng. Postre. Vamos a comer. Ăn trưa xong rồi á, thì tụi Khanh đến một cái lâu đài. Thì cái lâu đài này á, rất là cổ và có rất là nhiều người đến để chụp hình. Xung quanh á, là cây cối thôi. Và ở dưới á, là người dân người ta trồng những cái trái ô liu. Ở đó những cái cây li ti nhỏ nhỏ đó toàn là cây ô liu thôi. Hiện tại á, là âm 3 độ. Ở đây rất là hoang vắng luôn. Nhưng mà rất là nhìn á, thơ mộng lắm. Đây á, là những cái cây hạnh nhân á, nhưng mà bây giờ trời lạnh cho nên nó chưa có sống. Sau này tới mùa thu nó sẽ sống lại. Đây là trái hạnh nhân. Ở bên trong á, khi mà mình tách cái hạt này ra là ở trong nó có hạnh nhân. Tất cả những cái này là cây hạnh nhân hết luôn á. Quá trời luôn. Nhưng mà nhìn nó giống như có vẻ là nó chết, nhưng mà không phải. Vì trời lạnh quá nên nó vậy. Với lại chưa tới mùa. Bây giờ tụi Khanh sẽ đập thử cái trái này ra coi thử nó như thế nào. Otra vez. Sí, está casi café. Sí. Uy, cuidado. Sí puede. Ya es mayor. Entonces, muy difícil. Toma. Oh. Đây là trái hạnh nhân. Thì hiện tại tuyết nó đang chuẩn bị rơi. Nhưng mà bây giờ tụi Khanh phải về vì trời sắp tối. Đây nè mọi người. Có chút xíu xíu thôi. Đây là tuyết. Nhỏ nhỏ nhưng mà nó đã chảy ra. À, ở Việt Nam á, hiện tại đã có kem này rồi. Kem này đọc là giao giao nha mọi người, vì nó là của Tây Ban Nha đó. Ăn uống chơi bời xong rồi á, thì tụi Khanh quay trở lại thành phố Madrid để mà chơi game một chút xíu. Cũng đã lâu lắm rồi tụi Khanh không có chơi. Tụi Khanh chơi để mà giải trí thôi. Chồng Khanh á, đang làm chocolate la taza, có nghĩa là một tách cacao nóng. Bây giờ mình phải đun lên xong rồi nó sẽ đặc đặc lại một chút xíu. Thì ở Tây Ban Nha đó, ngoài lễ Giáng sinh nè, năm mới nè, thì còn một lễ khá là quan trọng nữa, đó là ngày 6 tháng 1, đó là ngày ba vị vua.
thì cái ngày này á, ba vị vua đã xuống phương Đông để tặng quà cho Chúa Giêsu. Thì ba vị vua này á, có một vị vua là người châu Âu, một vị vua là người châu Á và một vị vua là người châu Phi đã đến tặng quà cho Chúa Giêsu. Thì truyền thuyết á, sẽ lấy cái ngày 6 tháng 1 này để làm ngày kỷ niệm ba vị vua đến trần gian để mà tặng quà cho Chúa Giêsu. Thì thường thường á, cái ngày này á, thì mỗi gia đình sẽ đặt một chiếc giày ở ngoài cửa theo từng thành viên của gia đình. Thì họ sẽ sắp xếp theo thứ tự từ người lớn đến trẻ con. Thì ba vị vua đó sẽ nhìn vào những chiếc giày đó để mà tặng quà cho trẻ con. Thì ngoài ra đó còn để thêm một ít bánh kẹo và một thao nước để cho những chú ngựa và ba vị vua có thể ăn bánh và uống nước. Thì ngoài những món quà cũng có những cái món quà phạt nữa rất là dễ thương. Thì đây người ta gọi đó là carbon, có nghĩa là than. Nhưng mà than này không phải là để nấu nướng gì đâu nha mọi người. Cái than này á, chỉ là tặng cho những cái đứa trẻ con nào mà hư thôi. Thì thay vì quà thì ba mẹ của họ sẽ mua những cái bịch than này về. Thì than này á, giống như á, làm bằng kẹo vậy đó. Khánh á, cũng chưa bao giờ mua hết trơn á. Hôm bữa đi siêu thị á, thấy á, nên mua về thử để mà quay vlog cho mọi người coi thử, để mà biết thêm về văn hóa ở Tây Ban Nha. Thì đây là cục than. Đúng là giống cục than thiệt. Nhưng mà nó bằng kẹo. Bây giờ Khanh sẽ tháo cái bịch ra để mà ăn thử nó, cái mùi vị nó như thế nào. Đây. Giống như đường phèn vậy thôi mọi người, không có gì trơn á. Nhắc à. Ây da. Nguy đu rồi. Thế là bốc. Không có gì hết trơn, nó chỉ là cục đường thôi. Thì ngoài ra đó, buổi chiều hay là buổi tối á, thì gia đình sẽ tụ tập ăn những cái bánh roscon với nhau. Thì cũng rất là vui. Đây là cái bánh roscon. Thì bánh roscon này á, rất là phổ biến ở Tây Ban Nha vào cái dịp lễ ba ông vua này. Ăn roscon á, không thể nào thiếu một tách sô-cô-la nóng được. Thì trong cái bánh roscon này á, sẽ có một cái tượng đẹp và một hạt đậu. Nếu như á, mà bạn nào ăn trúng được một cái tượng á, thì may mắn cả năm. Còn nếu như bạn nào không may mắn á, ăn phải một cái hạt đậu á, thì năm sau á, sẽ bỏ tiền túi mua một cái bánh roscon để mà đãi cho gia đình. Thì ông xã của Khanh á, là người mà ăn phải cái tượng là sẽ được may mắn cả năm. Thì đó là một cái lễ khá là quan trọng luôn. Khanh á, rất là thích cái lễ này vì vừa được nhận quà mà nếu mà bạn nào hư á thì sẽ nhận được than. Lúc đó không biết á, những cái đứa trẻ mà nhận được than á cảm giác nó như thế nào nữa. Thì Khanh sẽ kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh cho tụi Khanh nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Kể tên. Azúcar. Azúcar. Duro, super duro. Duro, pero azúcar. No, para rico.